quý vị, tôi là Phương Hiếu rất hân hạnh gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả cũng như là quý vị khán giả có mặt tại trường quay để chúng ta cùng đến với điểm hẹn quen thuộc mang tên Đập Hộp Kén Rễ. Thưa quý vị, đây là một sân chơi truyền hình dành cho tình yêu đôi lứa do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media thực hiện với khung giờ phát sóng hết sức quen thuộc của chúng tôi, đó chính là khung giờ giải trí 22 giờ tối thứ bảy trên kênh HTV7. Ngày hôm nay có lẽ tất cả chúng ta cũng đang mong chờ liệu rằng hội đồng nhà gái có tư vấn và chọn ra được một chàng rể tương lai phù hợp cho con gái nhà mình để thực hiện màn đập hợp kén rể hay không? Quý vị đừng đi đâu nha, hãy cố định kênh HTV7 kể từ giờ phút này để cùng chúng tôi trải qua những cảm xúc thăng hoa của tình yêu đôi lứa và đặc biệt là chứng kiến những màn tranh luận hấp dẫn của các gia đình. Còn bây giờ, nào chúng ta cùng gặp gỡ với nhân vật chính của ngày hôm nay để xem là một nhan sắc và tài năng như thế nào. Mời quý vị cùng theo dõi qua màn hình. Lữ Ngọc Hiền, cô nàng doanh nhân kiêm mẫu ảnh vô cùng xinh đẹp, sở hữu những thành tích vô cùng đáng nể. Người đẹp ảnh Miss U30 năm 2019, Á Khôi 1, Hoa Khôi Doanh nhân 2020, Đại sứ Nhân ái, Hoa Khôi Doanh nhân 2020. Ngọc Hiền gây ấn tượng với người đối diện không chỉ bởi vẻ ngoài xinh đẹp mà còn bởi sự thông minh duyên dáng. Cô có sở thích là nấu ăn, đi du lịch, từng làm trợ lý giám đốc cho công ty nước ngoài nên Ngọc Hiền có được cơ hội đi nhiều nước, học hỏi được nhiều điều. Cô có nguyên tắc sống, lúc vui chơi thì cực kỳ thoải mái, nhưng khi làm việc thì lại khá là nghiêm túc, quyết đoán. Ngọc Hiền trải lòng, từng sinh ra trong một gia đình thiếu thốn tình cảm, cha mẹ ly hôn từ sớm, nên cô luôn mong ước tìm được một người thích hợp để cùng vun đắp một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Mẫu bạn trai lý tưởng của Ngọc Hiền là người sống có trách nhiệm, chân thật, biết quan tâm và đặc biệt là chung thủy. Nào, chúng ta hãy cùng gặp gỡ cô gái xinh đẹp này nhé! Thưa quý vị, chẳng những tài năng xinh đẹp và quá nhiều danh hiệu luôn, hãy cùng chào đón người đẹp Ngọc Hiền. Hôm nay là Ngọc Hiền đến đây là gửi lời chào đến khán giả, rất là vinh hạnh khi có mặt ở đây tham gia chương trình. Phải nói là chương trình vinh hạnh khi mà Hiền lựa chọn và tin tưởng sân chơi này để đến đây tìm kiếm tình yêu ấy chứ. Quá là nhiều danh hiệu, thật sự mà nói là một cô gái rất rất tài năng thưa quý vị. Mà thường á, người xưa có câu hồng nhan thì bạc phận, đúng không? Thì có phải do mình quá tài năng, mình quá giỏi trong cả việc kinh doanh và trong đời sống để gặt hái quá nhiều danh hiệu thời gian qua mà mình cũng khó tiếp cận tình yêu không? Đúng rồi, tại vì do thời gian qua mình dành quá nhiều thời gian để vào công việc cũng như là cuộc sống á. Nói thật luôn là không có thời gian để hẹn hò. Đó, hiểu ngay mà. Hôm nay là hy vọng là sẽ có một cái duyên đẹp nó sẽ đến với Hiền. Hiếu có người bạn cũng hay làm kinh doanh như vậy á, rồi cái lâu lâu cứ nhắn tin là Hiếu ơi, tôi thèm yêu quá. Yêu mà thèm luôn á, là hiểu rồi. Có nghĩa là quá bận rộn để chuẩn bị cho công việc, cho nên là không thể nào dành cho mình những phút giây riêng tư. Đối với Hiền, một người đàn ông như thế nào sẽ là chỗ dựa vững chắc cho Hiền? Với Hiền á, là cũng không có đòi hỏi gì nó quá cao, chỉ mong là người đàn ông đó là có đạo đức nè. Có đạo đức. Có tài. Có tài. Có công việc ổn định. Có công việc ổn định. Có trách nhiệm với gia đình. Có trách nhiệm với gia đình. Và không thể thiếu đó là chung thủy. Chung thủy. Hơi bị nhiều cái có à nha. Phải không? Hơi bị nhiều cái có. Nhưng mà chắc chắn đó cũng chính là những tiêu chí mà chị em phụ nữ đang theo dõi chương trình cũng mong muốn giống như Hiền vậy. Vậy thì hy vọng là ngày hôm nay hai chúng ta cùng với tất cả khán giả có mặt tại trường quay và tất cả những người sẽ xuất hiện tại chương trình này sẽ cùng làm điều đó thật tốt để Hiền có được một mảnh tình để chúng ta cùng nhau chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Đồng ý chứ? Đồng ý. Và dĩ nhiên rồi, mỗi nữ chính đến đây họ đều không đến đây một mình, luôn luôn có một dàn ban cố vấn cực kỳ hùng hậu để xem ngày hôm nay hội đồng nhà gái của Ngọc Hiền là ai. Mời quý vị cùng chào đón hội đồng nhà gái. Thưa
Thưa quý vị, trên sân khấu lúc này là hội đồng nhà gái, chúng ta cùng làm quen với từng thành viên. Và xin mời giới thiệu ạ. Dạ, xin chào anh Phương Hiếu cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Hương, là đồng nghiệp cũ của chị Hiền. Đồng nghiệp cũ? Đồng nghiệp cũ còn chơi à? Dạ, nói chung là chị em tuy là chị Hiền nghỉ rồi nhưng mà chị em cũng vẫn là thân thiết với nhau. Thường Ngọc Hiền trong đời sống, trong công việc là một cô gái như thế nào? Dạ, chị Hiền thì khi mà tiếp xúc với chị á thì em cảm thấy là chị rất là hòa đồng, vui vẻ và thân thiện với tất cả mọi người. Dễ nhưng mà quá. trước khi mà gặp chị á thì thấy chị có vẻ cũng hơi chảnh. Hơi chảnh đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, hơi chảnh cũng khó gần á anh. Có nghĩa là dạ. Mình cảm giác thôi. Dạ, đúng chứ có chảnh thiệt không? Dạ nói chung là khi mà tiếp xúc rồi á, một thời gian rồi thì chị rất là vui và dạ. Nói chung chị em cũng thân thiết với nhau. Người ta sinh ra có một khuôn mặt kiêu kỳ. Dạ. Cái này cho đính chính lại nha anh Hiếu. Cái này á mình không phải chảnh mà cái tính mình lúc đầu thì nó có hơi nhút nhát rụt rè. À. Cho nên là mình ít nói. Cho nên kiểu như mình gặp người lạ cái. À, đúng rồi, đúng rồi. Chứ không phải chảnh đâu, sợ. Hiền rất là đúng dễ thương. Mình sợ giao tiếp. Cái người ta thấy mình cứ đứng lầm lì lì cái ta nói mình chảnh. Đúng rồi. À, vậy là cái này chảnh là không phải do cơ địa mà chảnh là do chảnh là do sukana, phải không? Có nghĩa là chưa có bắt được cái tần số. Đúng, đúng. Bắt đi rồi sẽ thấy. Hiểu rồi. Mình tên là Kim Huệ, mình là chị của Ngọc Hiền, người chơi chính của ngày hôm nay. Dạ, là chị ruột hay là chị như thế nào ạ? À, chị họ. Chị họ. À, vâng. Nếu mà là chị họ chắc chắn là mình bà con trong gia đình với nhau á, mình sẽ dễ chia sẻ hơn. Thậm chí là mình tin tưởng hơn. Hồi đó giờ Ngọc Hiền có bao giờ chia sẻ về các mối tình với chị họ nghe chưa? Có, rất là nhiều. Nói chung là nói về tình trường của Ngọc Hiền thì cũng rất là nhiều. Tại vì vốn dĩ là bạn rất là xinh đẹp rồi. Vậy thì trong tình yêu cô này là một cô nàng như thế nào? Theo như mình cảm nhận ấy, thì em của mình là một người rất là chín chắn. Cái suy nghĩ của bạn rất là nhìn xa trông rộng. Nhìn xa trông rộng. Mong muốn của bạn giống như là tìm một người giống như là chung thủy là số đầu, số hàng đầu luôn. Có tiêu chí rõ ràng. Nhưng mà nếu mà một người đàn ông cần chín chắn nè, nhìn xa trông rộng mà Ngọc Hiền có cái tầm nhìn đó thì khó cho cả đàn ông tiếp cận nha. Tại vì cổ yêu không phải dành trọn cho cảm xúc yêu bây giờ, mà cổ yêu là phải chắc, yêu là phải cưới, yêu là phải gắn bó. Đúng rồi. Cho nên cái tiêu chí cô mở rộng lắm. Đúng rồi. Rất là khó để cổ có thể thoải mái tung tăng với cảm xúc ngay lúc đó. Cổ luôn luôn nghĩ cái xa hơn. Cho nên đó chính là lý do mình khó để mà tiếp cận, đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Còn bên kia là ai giới thiệu ạ? À? Em chào anh Phương Hiếu ạ. À. Em tên là Thanh Nhi, em là đồng nghiệp cũ của chị Hiền ạ. À. Ồ, đồng nghiệp cũ thân quá ha. Với em thì em nghĩ rằng một chàng trai như thế nào sẽ phù hợp với chị Hiền? Chị Hiền hơi nóng tính, cho nên là em muốn tìm một chàng trai có thể nhường nhịn chị nhiều hơn để có thể hai người có thể hòa hợp với nhau ạ. À. Người phụ nữ nóng tính rõ ràng khi mà ra thương trường á, chúng ta phải bén chút xíu, phải không? Phải bén, phải vững chút xíu, đôi khi phải hơi nóng tính chút xíu thì chúng ta mới có cái nhiệt huyết để chúng ta làm việc. Cho nên cái việc nóng tính của những người làm việc trên thương trường là chuyện bình thường, phải không? Thưa quý vị, như vậy thì rõ ràng nhà gái ngày hôm nay đầy đủ là những người bạn, những người mà Ngọc Hiền đã luôn chia sẻ trong cuộc sống. Vậy thì để xem ngày hôm nay hội đồng nhà gái sẽ tư vấn cho Ngọc Hiền như thế nào và liệu rằng có chọn cho Ngọc Hiền được đúng người đàn ông mà Ngọc Hiền mong muốn hay không. Chào đón nhà gái, thưa quý vị. Mời nhà gái vào vị trí ạ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được gặp 4 vị phụ huynh đáng mến cùng với 4 chàng trai nhà họ. Đầu tiên là bố Văn Tâm, con trai Hào Phú. Bố Điềm Đạm, con trai trưởng thành. Nhà thứ hai là chị Thanh Trang, em trai Danh Tú. Chị Sắc Sảo, em trai khéo léo. Nhà thứ ba là mẹ Thùy Trang, con trai Nhật Tân. Mẹ nhẹ nhàng, con năng động. Và cuối cùng là chị Đoan Trang, em trai Nhật Minh. Chị Quý Phái, em trai giỏi giang. Thưa quý vị, ngay lúc này chắc chắn là 4 cậu con trai của gia đình nhà trai đang ở trên phòng chờ cũng rất là bất ngờ với sự xuất hiện của một người đẹp, tài năng, xinh đẹp và giỏi giang. Các chàng trai ơi, các bạn sẵn sàng chưa? Chúc cho các bạn chinh phục cô dâu thành công. Còn bây giờ hãy cùng chào đón hội đồng nhà trai, xin mời. Thưa quý vị, trên sân khấu lúc này là hội đồng nhà trai. Chúng ta lần lượt cùng làm quen từng gia đình nha. Dạ, mời gia đình số 1 giới thiệu ạ.
Xin chào nhà gái, xin chào Phương Hiếu. Dạ. Chào khán giả, tôi tên là Lê Văn Tâm, đến từ quận 4, là cha của Hào Phú. Chào đón cha đến với chương trình. Xin chào nhà gái, chào Phương Hiếu, chào khán giả. Tôi là Thanh Trang, là chị của Danh Tú, đến từ quận 2. Dạ, dễ thương quá. Xin chào nhà gái, xin chào Phương Hiếu và xin chào quý khán giả. Tôi tên là Thị Trang, con trai tôi là Lê Nhật Tân, tôi đến từ quận Bình Tân luôn. Dạ, quận Bình Tân luôn, chào đón đến với chương trình. Mời gia đình số 4 giới thiệu ạ. Dạ, xin chào khán giả, xin chào Phương Hiếu. Xin chào họ nhà gái, mình tên là Đoan Trang, chị gái của Nhật Minh, đến từ quận 7 ạ. Chào đón gia đình đến với chương trình. Vòng 1, cục cưng hoàn hảo. Ở vòng đầu tiên, chúng ta sẽ cùng theo dõi 4 vị phụ huynh của nhà trai lần lượt dùng hành động dễ thương để mô tả những đặc điểm nổi bật nhất về 4 người con của mình trên sân khấu. Từ hành động đó, gia đình cô gái sẽ đón xem các vị phụ huynh muốn ám chỉ điều gì về người con của họ. Lúc này, các vị phụ huynh sẽ lên tiếng chia sẻ đáp án và cho thấy tại sao con của họ lại là cục cưng hoàn hảo. Thưa quý vị, đây là vòng đầu tiên của đập hộp kén rễ mang tên Cục Cưng Hoàn Hảo. Mỗi gia đình nhà trai sẽ làm hai nhiệm vụ trong thử thách đầu tiên này. Nhiệm vụ đầu tiên là chọn một hành động gì đó để diễn tả về con trai của mình. Chọn một hành động diễn tả xong thì nhà trai bắt đầu phải dùng lời ăn tiếng nói của mình để giới thiệu cho nhà gái con trai của mình là một người con trai như thế nào. Ngay bây giờ hãy xem gia đình số 1 thể hiện hành động gì và xin mời cha bắt đầu. Nhà gái có đoán được đó là hành động gì không? Đoán thử xem. Hành động đầu tiên em nghĩ là cạo râu ạ. Cạo râu. Cạo râu người ta cạo gì cô ơi? Đánh răng quá. Giống đánh răng. Giống đánh răng đúng không? Đúng rồi. Vậy là cậu này là một chàng trai có một cái hàm răng rất sạch. Đúng. Do rồi. Là suốt ngày chỉ đánh răng thôi. Và đánh răng xong thì cậu ấy thì này nè, giống như cuốn quay cái gì đó. Phải không? Tại nãy là cha quay vậy nè. Rồi. Bán đá bào. Bào vậy đó. Cái máy xay bây giờ dễ thương. Em máy giống quay sổ số anh. Chính xác. Này em à, quay sổ số. Rồi. Kéo. Một thành viên của hội đồng Việt Lót. Đúng anh. Đúng 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 anh. Có thể. Nghi nghi à. Còn Hiền đoán sao? Cái động tác này á thì theo Hiền làm giống như là chắc kiệm lời ít nói á. Một chàng trai ít nói. Còn này. Cái này thì chắc là hàng ngày đi làm đều đặn. Hoặc là anh chàng này có thể là một trong những thành viên của Hiệp hội Waiter. Dạ. Phải không? Cái hành động mình không biết gì luôn. Dạ. Đoán đại thôi. Để xem nhà trai giới thiệu như thế nào. Dạ, mời cha nhà trai. Con trai tôi á là người rất cần mẫn, dễ nói. Thích dạ. Làm việc nhiều. Sáng đi sớm, chiều về tối. Rồi cái hành động này diễn tả gì cha? Kiểu làm việc nhiều. Nghĩa là làm việc quần quật. Con đi gì về em mà cha tự hào đó không ạ? Con tôi là một người con rất hiền và hiếu thảo. Dạ. Cho nên tôi rất thương con tôi. Dạ. Nhiều lúc tôi thấy công việc của con tôi bị áp lực. Dạ. Thí dụ như là tối tôi ngủ khuya nhưng mà thấy con tôi vẫn chưa về. Dạ. Sau đó khi thức dậy thì con tôi đã đi làm rồi. Chứng tỏ rằng con tôi rất là siêng năng, cần cù vào công việc. Cho nên do bị áp lực công việc nhiều nên dạ. Con được sẽ ít nói hơn và rất là chịu khó. Dạ. Thường mình nghe nói là người đàn ông nói ít làm nhiều. Đây đúng là người đàn ông nói ít làm nhiều nè. Nói ít làm nhiều đó thì dường như là mình đang thấy mình trong đó, phải không? Dạ đúng ạ. Làm việc suốt ngày rồi nhiều khi mình không có thời gian để giao tiếp, để nói chuyện nhiều với ai. Cứ cắm đầu làm thôi. Dạ. Gọi là làm sắp mặt đó. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Hiền thấy như thế nào về một người bạn trai hoặc là người chồng tương lai siêng năng làm việc như vậy? Cái đó là cái mặt tốt. Tại vì mình cũng đã từng trong cái hoàn cảnh đó. Tuy nhiên thì
không biết là cái anh này đã sẵn sàng cho cái sắp xếp và cho cái hành trình mới trong cuộc sống sắp tới chưa? Tại vì cứ cuốn cuốn công việc theo như vậy á thì cũng không có thời gian để mà để thay đổi cuộc sống cũng như là cái sinh hoạt, cái mối quan hệ. Đây là một trong những hành động đầu tiên cho anh ấy thấy là nó đang sắp xếp nè. Đến đây vì Hiền nè. Đúng không? Dạ, đúng chứ rồi. Bình thường là đi làm quần quật rồi. Dạ. Hôm nay anh đến đây cùng cha là vì Hiền rồi đó. Bước đầu tiên là thấy có khởi sắc rồi đó. Dạ. Phải không? Dạ đúng. Và nhà gái thấy sao ạ? Về một chàng trai như vậy. Theo mình á thì mình cảm nhận như là ở đây là một người mẫu người đàn ông cũng như là hết mình về công việc. Chính xác. Nếu mà như vậy á thì mình sợ là sẽ không có thời gian để dành cho em của mình. Tại vì khi mà một người phụ nữ mà muốn tìm với một người đàn ông chuẩn mực thì họ cần phải có một cái bờ vai vững chắc để nương tựa. Thì về mặt kinh tế hoặc là về mặt công việc thì bạn này có thể là đáp ứng, nhưng mà về mặt tình cảm hoặc là thời gian thì bạn này hầu như là không có. Nên là theo như mình cảm nhận thì bạn này thì em của mình có khả năng là chưa phù hợp lắm. Chưa đâu, mình cứ nghĩ thoáng ra đi. Mình á, luôn luôn đòi hỏi là người đàn ông phải có sự nghiệp vững vàng, có kinh tế ổn định. Mà giờ người ta nói người ta chăm làm việc, người ta không có thời gian. Cái bắt đầu á, cái những người có thời gian hơn đó, ủa sao tối ngày anh lêu lỏng không vậy? Anh không lo làm việc, sao để chiều chị em phụ nữ mấy người đây? Khó quá à, thấy sao nè? Dạ, theo em thấy thì anh này siêng năng làm việc thì cái đó cũng là một cái tính tốt. Thì ví dụ như mình làm công việc của mình có thể mình sẽ sắp xếp lại khi mà mình gặp một cái đối tượng nào đó nó phù hợp. Đúng. Thì mình sẽ tự biết cân nhắc cái công việc của mình, rồi khi mình đã có cái kinh tế ổn định rồi thì mình sẽ sắp xếp được. Đó chỉ mới là cậu con trai gia đình số 1 được cha giới thiệu thôi. Để xem người chị gia đình số 2 sẽ dùng hành động gì để diễn tả về em mình. Dạ, xin mời chị vô. Thì đoán á là cái bạn nam này là một cái người năng động. Yeah. Chắc là cũng có sở thích đi du lịch và chắc cũng có sức khỏe tốt, hoặc là cái hành động này giống như là có thể gánh vác gia đình vậy đó. Một phần là sức khỏe tốt, một phần là có thể là gánh vác được gia đình. Em đoán là đây là một chàng trai năng động và anh thích đi leo núi thì phải. Tại em thấy giống như đang leo núi xong rồi cắm cọc. Leo cấm, núi xong rồi cắm cọc. Cắm cái cờ. Cắm cọc hay cắm sừng? Cắm cọc anh, cái cờ mà người ta hay cắm khi mà người ta chiến thắng được đỉnh núi á. Mình thì mình cảm nhận như là bạn trai số 2 này á là một cái người có tính tình cởi mở, vui vẻ. Về công việc á thì theo mình đoán là có khả năng là bạn là một người hướng dẫn viên du lịch. Yeah. Cũng như là bạn khi mà mẹ bạn biểu cảm cái cảm xúc mà đi rồi cắm, giống như là mình liên tưởng đến một cái đỉnh núi Phan Xipang, giống như là bạn cắm cặp cảm giác là chiến thắng vậy đó. Thì mình liên tưởng đến bạn này là một người cởi mở và có một xu hướng hướng ngoại hay là đi du lịch rất là nhiều. Hoặc bạn là một chàng trai thích khám phá và chinh phục đỉnh cao. Đúng rồi. Dạ, mình đoán thế. Dạ, thưa chị, mời chị giới thiệu về cậu em nhà mình ạ. Em của tôi tên là Danh Tú, là huấn luyện viên leo núi rất là kỳ cựu. Rất là dẻo dai. Em đã đạt được cái đỉnh Phan Xipang á. Trời ơi. Chinh phục đỉnh Phan Xipang. Đã chinh phục đỉnh Phan Xipang trong vòng sớm nhất là 20 tiếng. Trời ơi. Sức khỏe em rất là khỏe. Dạ, mà em cũng rất là đa tài. Nghĩa là em có thể pha chế rượu nè, rồi nấu nướng, nấu cho những bữa tiệc rất là ngon. Mà quý nhất là em rất có hiếu với cha mẹ và quan tâm tới gia đình. Nên tùy thương lắm, rất dễ là thương. Hiền có thích sau một ngày làm việc mệt mỏi chúng ta được về nhà thả mình trong một bồn nước đầy cánh hoa hồng. Bên kế bên là một ly rượu vang, giờ này pha chế hoặc một ly cocktail. Dạ. Rồi sau đó cùng thư thả, cùng nói chuyện với nhau, cùng trải lòng với nhau sau một ngày. Em thấy như thế nào về cảm giác đó? Rất là tuyệt vời. Phải không? Tại đó cũng là một trong những sở thích của em, là sau cái một ngày làm việc mệt á, là em sẽ thích thưởng thức những cái món ăn ngon do mình nấu.
rồi thưởng thức một ít rượu vang đồ. Tuyệt vời ha. Dạ đúng rồi. Rõ ràng là mình nghĩ tới thôi mình thấy sảng khoái liền. Dạ. Nghĩ tới một chàng trai như vậy ở trong nhà là sảng khoái liền, fresh liền. Dạ. Phải không? Còn nhà gái nghĩ sao? Với anh này thì cái ảnh là hướng về bên ngoài nhiều hơn, hoạt động ở bên ngoài nhiều hơn. Thì khi mà lập gia đình rồi thì ảnh không biết là ảnh có dừng chân lại một chút xíu để lo cho gia đình hay không, hay là ảnh chỉ có vẫn tiếp tục hướng ngoại. À thật ra hướng ngoại hay không thì mình chưa biết. Dạ. Chỉ thấy ảnh thích khám phá thôi. Dạ đúng rồi. Phụ nữ cũng là một kỳ quan cần khám phá mà. À, phải không ạ? À? Dạ. Đúng không ạ? À? Nhưng khám thôi đừng phá. À không phá. Khám chứ không cho phá. Dạ. À cái gu của Hiền là cho khám chứ không cho phá. Hèn chi cô còn độc thân đó cô. Chị nghĩ sao ạ? À? Mình thì mình nghĩ là với một cái người có xu hướng hướng ngoại như vậy á, thì mình lại lo cho em mình là liệu người ta có chung thủy với em mình hay không. Tại vì một người đàn ông mà thiên về bên ngoài nhiều quá thì sợ là không có thời gian giống như là quan tâm đến gia đình. Hiếu vẫn không đồng ý là người ta hướng ngoại hay là thiên về bên ngoài đâu. Cái đó là thích chinh phục. Thích chinh phục chứ không phải là hướng ngoại lo cho bên ngoài. Suốt ngày ở ngoài đường không có. Dạ tại vì nếu mà chinh phục nhiều quá, không quan tâm đến gia đình thì nó cũng không hay. Không, em tôi rất là nấu nướng rất ngon. Dạ. Trang trí nhà rất là đẹp. Tại vì khi mà khám phá thì đương nhiên phải có một cái khoảng thời gian mình phải xa gia đình hay là cái gì đó. Cho nên là nhiều khi mình có con cái gì thì mình sẽ chăm sóc được cho con nó hay không. Không mà nếu mà khi có gia đình thì em ấy sẽ dắt luôn cả vợ con đi chung. Cái người thích chinh phục thì ở đây không chỉ là chinh phục đỉnh cao mới, chinh phục một công việc mới, mà còn chinh phục một hạnh phúc mới, chinh phục một quá trình làm cha, chinh phục một quá trình làm chồng. Là cái người luôn muốn đạt đến đích à. Chứ không phải ở đây chinh phục là thích luôn luôn là tìm thấy cái mới đâu. Cái người mà có cái tính thích chinh phục đó là họ luôn luôn trong mọi hoàn cảnh, mọi công việc xung quanh cuộc sống của họ, họ luôn làm đến cùng, không bao giờ nửa chừng từ bỏ. Đó mới là cái đặc tính của người thích chinh phục. Mấy bạn không có chinh phục, mấy bạn không có biết. Thưa quý vị, đó là cậu con trai gia đình số 2. Có điểm cộng đấy, nhưng mình cứ cân đo đong đếm ha. Bây giờ để xem mẹ số 3 giới thiệu về con của mình bằng hành động gì. Mời mẹ. Mẹ thì em đoán là chàng trai này chắc có lẽ là có cái suy nghĩ thông thoáng hướng ngoại và có cái gu ăn mặc hay sao đó, có gu thời trang hay là chú trọng về thời trang bên ngoài. Ngộ ha, cứ thấy người ta hay vậy vậy là cứ hướng ngoại. Gia đình này bị ám ảnh với từ hướng ngoại hay sao á, ngộ ghê. Hoặc là suy nghĩ cởi mở vậy đó. À cởi mở ha, thông thoáng. Dạ đúng rồi. Dạ. Mình thì mình nghĩ là cảm nhận của mình là bạn trai này là một người rất là đẹp trai. Đẹp trai quá. Theo mình cảm nhận là bạn đang làm một cái nghề liên quan đến nghệ thuật. Giống có như người mẫu không? Có thể là người mẫu hoặc có thể là diễn viên. Dạ. Theo mình cảm nhận là như vậy. Con tôi là Lê Nhật Tân. Năm nay là 22 tuổi. Con tôi là hiện nay là người mẫu ảnh hot nhất hiện nay. Trời ơi. Con tôi rất là cao to, rất là thích những cái như là thể thao nè, hay đi du lịch nè, để học hỏi những cái gì mà kiến thức nhiều hơn nữa để cho phát triển bản thân. Thì ngoài cái đó ra thì con tôi rất là có hiếu với mẹ, thương mẹ. Khi ngoài công việc làm về thì thấy mẹ những cái gì là phụ mẹ làm, rất là quan tâm đến với gia đình, quan tâm đến mẹ rất là nhiều. Tôi cũng hy vọng đến đây nhà gái sẽ quan tâm đến con trai tôi nhiều hơn. Dễ thương quá. Anh hỏi Hiền nha. Dạ. Một người đàn ông vẻ đẹp tri thức và vẻ đẹp bên ngoài, Hiền sẽ cân đối tỷ lệ như thế nào? 5-5 hay 6-4 hay 7-3? Với em á, là chú trọng cái tri thức nhiều hơn. Đương nhiên là cái ngoại hình cũng phải cân đi. Xứng. Cân chia tỷ lệ đi. 7-3. Như là 7 tri thức, 3 ngoại hình thôi. Dạ. Ngoài ra là mình còn phải có cái sự là chữ hiếu nữa, hiếu gia đình. Ví dụ em mà ví dụ em muốn cái chuyện đó như 7-3 hoàn toàn, nhưng mà còn cái thiếu một cái xíu chữ hiếu mà về với ông mà không có được cũng không gọi là trọn vẹn nữa. Mình nghĩ là bạn này có một cái sự gì đó không an toàn lắm. Không an tại toàn. Vì mặc dù là có thể là bề ngoài của bạn đang là một mẫu ảnh rất là hot thì đương nhiên là cái vẻ bề ngoài rất là đẹp trai rồi. Dạ. Như
trong cái môi trường như vậy thì tiếp xúc rất là nhiều người bạn nữ rất là xinh đẹp. Dạ. Thì cái tỷ lệ ngoại tình thì mình e là khó tránh khỏi. À. Nên thành ra là mình đang cảm giác như là không yên tâm lắm. Hiếu cho rằng là nếu mà chúng ta cứ còn định kiến về nghề nghiệp nữa thì sẽ muôn đời chúng ta không bao giờ mạnh dạn yêu thích những cái thứ đẹp đẽ bên ngoài. Vì chỉ sợ luôn luôn những thứ đẹp đẽ, ông bướm nó vây quanh, người trong cuộc mới quyết định. Chứ đừng đổi thừa ngành nghề, tội nghiệp ngành nghề. Phải không? Ngay bây giờ để xem chị nhà số 4 sẽ giới thiệu hành động gì về em của mình. Mời chị. Này chắc là cái bạn nam này là người nhìn xa trong rộng á. Nhìn xa trong rộng hả? Nhìn xa trong rộng. Dạ. Hoặc có thể là anh đang làm trên một chiếc tàu tuần dương. Ừ. Anh dùng những cái kính á, không? Kính viễn vọng nhìn đúng xa. Đúng rồi đó, anh nhìn đó. Hoặc là anh này anh cũng có thể là một người đo mắt kính cận. Để đo kính cho người khác. Dạ. Kiểu vậy. À, em trai mình tên là Vũ Nhật Minh, 30 tuổi, đã từng đi du học ở Pháp về thì em ấy rất nhiều trung tâm mời về giảng dạy, nhưng mà em ấy thì không có chịu gò bó theo ý của người khác á, thì em ấy tự làm chủ cho một trung tâm của mình. Wow. Trung tâm ngoại ngữ ở quận 7. Bản thân học viên mình chắc giờ nhiều lắm ha. Dạ, em ấy thì khoảng 100 học viên. Wow. 100 học viên là một lớp hay là một khóa hay như thế nào? Một khóa là 100 học viên. Dạy ngoại ngữ là thu nhập ổn định nha. Phải không? Còn điều gì khác về em trai mình mà chị tự hào giới thiệu nữa không? Ngoài công việc ra thì em trai mình nói chung là rất là biết chăm lo cho gia đình, bố mẹ và chị. Thì luôn quan tâm đến gia đình nhỏ của mình đó. Thì bây giờ em trai mình cũng đang muốn tìm kiếm một cái gia đình lớn hơn nữa. Dạ. Thì mình cũng rất mong là sẽ đến đây sẽ kiếm được em dâu. Dạ chị, em dâu tương lai cỡ này chị chịu không? Cái đó là phải tùy thuộc vào em dâu tương lai có chịu em trai của chị hay không nữa. Dạ, để nhà gái thấy sao ạ? Trong ba gia đình thì mình có ấn tượng với lại gia đình số 4 nhiều nhất. Giống như làm một người chủ trong dạ. một cái trường học mà lại là anh môn anh văn nữa thì lại rất là phù hợp với lại em của mình. Nhưng dạ. mà nó có một cái điều mà mình lăn tăn ở đây là khi mà làm chủ rồi á, chị họ cũng sẽ có những cái áp lực này, rồi cũng thời gian họ dồn hết tâm huyết vào trong cái trung tâm anh ngữ của dạ. họ như vậy, và có một cái gì đó họ hơi giống như là gọi là kiên định á, giống dạ. như là một cái suy nghĩ của họ nó hơi cổ hủ, nghiêm khắc quá. Mà em mình thì lại có một cái xu hướng là gọi là hướng ngoại, giống như là rất là thích đi du lịch, là một người cởi mở vui vẻ. Và khi mà ở cùng với lại một người chồng như vậy thì sợ nó hơi đối lập với nhau một chút. À, với lĩnh vực dạy học khác thì Hiếu không nói nha, nhưng riêng với dạy ngoại ngữ phải có một tư duy mở mới dạy được. Có nghĩa là cái người mà thích ngoại ngữ á, tư duy của họ không có bó buộc nha. Cho nên là hãy yên tâm về khoản này. Còn bây giờ mới phát hiện ra là thì ra lòi ra cô này cũng hướng ngoại. Vậy mà nãy giờ ba gia đình kêu hướng ngoại, bắt đầu mình tấn công tới tấp ha. Trời ơi, thì ra thưa quý vị, đây là bốn gia đình nhà trai đã giới thiệu về con trai và em trai của mình. Quy luật của vòng này là một gia đình nhà trai rất tiếc phải dừng cuộc chơi. Đó sẽ là ai? Thời gian hội ý dành cho nhà gái bắt đầu.
vị ơi, như vậy là thời gian hội ý dành cho nhà gái đã hết rồi. Dạ, mời chị đưa ra quyết định. Gia đình mà chúng tôi rất là tiếc phải dừng cuộc chơi là gia đình số 1. Trời ơi. Dạ. Dạ, lý do vì sao ạ? Có phải là do chàng trai này chăm chỉ làm việc quá, siêng năng làm việc quá, lo làm việc quá, chị sợ rằng không có thời gian dành cho em của chị không? À, đúng là vậy đó. Khi mà nghe gia đình có chia sẻ thì mình cũng có suy nghĩ những cái vấn đề. Thứ nhất là do bạn nhiều khi bạn tập trung vào công việc nhiều quá thì bạn cũng, cái thứ nhất là bạn sẽ không có thời gian để dành cho chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Yeah. Cái thứ hai là khi mà công việc nhiều quá với lại một người mà ít nói lại sống nội tâm như vậy á, thì khả năng bị stress nó dẫn đến trầm cảm cũng có thể xảy ra. Nên là cái điều mà mình đang lo lắng và kiểu như là mình muốn kiếm một người chàng rể cho em của mình là một mẫu người hoàn hảo hơn. Nên là mình cảm thấy như gia đình số 1 hiện tại thì chưa phù hợp. Thưa cha cảm thấy quyết định này như thế nào? Nếu mà bên nhà gái gả con gái để về làm dâu cho bên gia đình tôi rất là hãnh diện, bởi vì con tôi được dạy dỗ ăn học tới nơi đến chốn, rất cần mẫn về công việc. Dạ. Nhưng mà do áp lực nên cũng có thể là chưa có thể hiện được cái giao du nhiều, cho nên rất là ít nói. Nhưng mà nếu mà gia đình khuyến khích thì con tôi nó sẽ đổi ý và giúp đỡ bên nhà vợ nhiều hơn, nhất là lo cho vợ được chu toàn trong cuộc sống sắp tới. Dạ. Sau khi cậu con trai gia đình số 1 xuất hiện tại đây, để xem ngoại hình của anh ấy có đủ khiến cho nhà gái phải suy nghĩ lại hay không. Quý vị đi đâu, chúng tôi sẽ mời anh ấy gặp gỡ tất cả quý vị. Xin mời. Dạ, em tên là Trần Hào Phú. Thì hiện tại em là diễn viên. Mà hôm nay em đến đây em cũng muốn tìm người yêu á. Mà cũng không may mắn anh Hiếu ơi. Thì đó. Nhưng mà có thật sự là nếu em có người yêu thì em có dành nhiều thời gian hơn, hay là em có cởi mở hơn để chia sẻ nhiều hơn với bạn gái của mình không? Dạ có chứ anh. Tại vì khi em có người yêu thì em cũng sẽ sắp xếp cái thời gian của mình để mà tốt nhất có thể cho người yêu. Là do mình chưa có mình mới đi làm đúng không? Dạ. Chứ mình có rồi mình phải yêu chứ. Dạ. Nhà gái nghĩ sao ạ? Khi mà bạn bước ra đó thì mình cảm nhận là đúng là khuôn mặt của bạn nhìn rất là hài hòa và thân thiện, đúng với cái tính cách của bạn luôn. Thì lúc đầu thì mình cũng hơi có chút tiếc nuối, tại vì là nhìn vẻ bề ngoài của bạn cũng rất là đẹp trai. Nhưng mà khi mà bạn giới thiệu về nghề nghiệp của bạn là làm về diễn viên thì đặc thù công việc đó, thì mình cũng biết là nhiều khi là đi sớm về tối rất là nhiều. Và đúng là với công việc này á, thì khi mà để mà quan tâm mà quen biết với một người bạn gái và chăm sóc gia đình thì nó cũng hơi khó. Thì em làm xong công việc thì em mới về quan tâm được chứ chị, cũng phải đi kiếm tiền gì lo cho vợ chứ. Nhưng mà ở nhà gái chỉ lo nhiều khi em đi sớm về khuya, lúc em về đến lúc em có thể quan tâm được, lúc giờ em ngủ mất. Phải không? Hiền thấy sao với chàng trai này? Thì đúng là như nhà em chắc là hiểu ý em, cho nên là cũng có phần rất là đúng là do công việc nữa. Cho nên là với lại ở cái tuổi của anh á, là phải chăm lo gia đình, thì cái gánh nặng phải lo gia đình, lo công việc nhiều, cho nên là cũng không có nhiều thời gian để chăm sóc. Dạ, cho nên thì cũng trùng khớp ý kiến ha. Dạ. Dạ, thôi thì chúc cho em công việc ngày càng thuận lợi hơn. Thuận lợi ở đây là mình làm ít hơn nhưng mình nhận được nhiều hơn. Dạ. Và mình có nhiều thời gian hơn để yêu thương. Cũng như chúc cho cha rồi luôn dồi dào sức khỏe và sớm đón được con dâu cha ha. Dạ, cảm ơn cha và em đến với chương trình. Dạ, cảm ơn. Dạ, xin chào ạ.
Vòng 2, đập hộp kén rễ. Ở vòng 2, hình bóng của ba chàng trai lần lượt xuất hiện qua chiếc hộp được đặt trên sân khấu. Các chàng trai sẽ tạo dáng trong vòng 30 giây để gia đình cô gái quan sát. Sau 30 giây, các vị phụ huynh sẽ có một phút xuất chiêu hỗ trợ con mình đưa ra những lời thuyết phục chân thành nhất. Sau cùng, gia đình cô gái sẽ loại đi một gia đình mà mình thấy không tương xứng nhất. Thưa quý vị, đây là vòng 2 mang một cái tên rất là hấp dẫn và chỉ có tại chương trình này thôi. Đập hộp kén rễ. Một chiếc hộp kén rễ sẽ xuất hiện tại trung tâm sân khấu. Lần lượt từng cậu con trai của các gia đình sẽ xuất hiện ở trong đó. Và sẽ có 30 giây để thể hiện cho chúng ta thấy hành động, cử chỉ, điệu bộ của bạn ấy. Nhà trai số 1 đã vào vị trí. Thời gian bắt đầu. Tôi là Thanh Trang, chị của Danh Tú, một chàng trai dũng cảm và rất đầy nghị lực. Em ấy đã chinh phục được đỉnh Phan Xipang, đã trong vòng sớm nhất trong vòng 20 tiếng. Và em ấy cũng rất là đa tài, đã biết pha chế rượu nè, biết nấu ăn nè, biết trang trí nhà cửa. Và đúng rồi, em ấy là một người đàn ông rất là quan tâm tới gia đình. Nếu mà bên đàn gái á, mà có đồng cảm á, thì hãy cho hai đứa tụi nó quen nhau để mà tìm hiểu nhau. Còn gì nữa không ạ? Nghĩa là khi mà con gái đã gặp em gái đó mà gặp em trai đi của tôi rồi đó thì yên tâm, không phải lo về vấn đề nhà cửa hay là vấn đề về ăn uống. Dạ. Dạ em thấy thì anh này cũng khá là phù hợp với chị. Tại vì chị là một người thích đi du lịch, anh cũng thích đi leo núi này kia, anh cũng thích đi du lịch. Chị nấu ăn ngon thì anh này cũng biết nấu ăn. Nhưng mà có một cái là em thấy dáng anh, người anh hơi thấp so với chị. Tại vì dạ, chị em dáng của chị là thanh mảnh, ốm nữa mà anh thì hơi nhìn thấy thì hơi thấp, hơi lùn hơn so với chị một xíu. Theo chị thấy đó, thì đàn ông phải hơn phụ nữ một cái đầu đó là về trí tệ chứ không về chiều cao. Dạ, theo em thấy anh này thì đảm đang có, thích đi du lịch khám phá thì cũng phù hợp với chị em khoảng cỡ 50% thôi. 50% thôi. Dạ đúng rồi, còn 50% thì em nghĩ là cũng phải do hai người khi tìm hiểu quen biết với nhau thì lúc đó thì xem coi có phù hợp với nhau nữa hay không. Tại vì thực tế mình chưa quen thì cái gì nó cũng màu hồng hết. Dạ đến lúc mà quen xong rồi thì cái gì nó cũng từ từ nó chuyển màu á anh. Dạ. Nó không chuyển màu đâu, nó chỉ bầm thêm. Dạ đúng rồi. Nó từ từ nó chuyển trạng thái. Cho nên là 50% thôi, còn 50% thì để chị em tự tìm hiểu. Dạ còn chị thì sao? Mình thì mình thấy là người đàn ông này có một cái bờ vai rất là vững chắc. Đúng. Anh thể hiện một cái sự năng động và một sức khỏe rất là dẻo dai. Bên cạnh đó anh là còn là một mẫu người đàn ông của gia đình. Đúng. Biết nấu ăn ngon, rồi anh thể hiện những cái hành động lắc giống như là bartender để pha nước, để chăm sóc. Pha rượu đó, anh pha rượu mà. Rồi, cho người bạn gái của mình. Dạ. Dạ. Cảm thấy như là một người, đây là một cái mẫu người đàn ông có vẻ lý tưởng. Ngay bây giờ là 30 giây của cậu con trai nhà số 2 bắt đầu. Đó là trái tim đó. Đó là trái tim của ổng đó. Chưa gì là ổng thấy, thấy là không có kinh nghiệm yêu đương rồi. Ai mà làm trái tim vậy trời. Đúng không? Dạ, thưa mẹ, một phút dành cho mẹ bắt đầu.
Xin chào bên nhà gái, là tôi tên là Thùy Trang, con tôi là Lê Nhật Tân. Thì ngoài ưu điểm của con tôi rất là nhiều, nhất là ngoài cái cao to đẹp trai ra thì con tôi thì nó làm mẫu ảnh rất hot hiện nay. Ngoài cái công việc ra thì con tôi rất thích là khám phá học hỏi để tiếp thu những cái kiến thức mỗi ngày đều một mới hơn để cho cái sự nghiệp mình càng ngày phát triển hơn. Ngoài cái sự nghiệp ra thì con tôi rất là quan tâm đến gia đình, hiếu thảo với cha mẹ. Nếu mà chọn một cái người chồng hoặc là thì người yêu thì nên hãy cái chữ hiếu đi đầu, rồi cái sự nghiệp tiếp đó là sự nghiệp. Thì con tôi rất là thích những cái ví dụ như trang phục này, những cái món ăn mà yêu thích thì hỏi rất là chiều ý mẹ, hỏi mẹ muốn cái gì là con sẽ chiều theo ý đó. Thì tôi cũng hy vọng là nhà gái hãy quan tâm đến với con trai tôi. Mình thì mình nghĩ là bạn này là một bề ngoài nó rất là trẻ trung và năng động. Trẻ trung và năng động. Giống như là có một cái xu hướng giống như là yêu cái đẹp. Yêu thì cái đẹp. Em gái của mình á thì cũng rất là thích cái đẹp. Dạ. Và làm về bên lĩnh vực nghệ thuật nữa thì mình thấy là hai bạn này cũng có vẻ một chút người gì đó gọi là tương đồng. Một chút tương dạ. đồng. Và bên cạnh đó thì nghe mẹ của bạn chia sẻ thì bạn cũng rất là có hiếu với gia đình. Dạ. Và luôn chiều chuộng theo cái tức là biết nắm bắt những cái suy nghĩ của người khác. Giống như là mẹ thích gì là đã có kiểu như là mình hiểu tâm lý và mình đáp ứng ngay. Người ta thường nói á, mẹ hay là chị ở nhà là một cái phiên bản hoàn hảo để các chàng trai có thể quan tâm, tập dần đi để sau này có vợ á. Đó là một cái điều mà các chàng trai sẽ cảm thấy dễ gần gũi. Khi mà một chàng trai đã yêu thương, quan tâm phụ nữ trong nhà mình thì khi mà có gia đình riêng thì cái sự yêu thương, quan tâm đó dường như nó được tiếp nối chứ nó không có mất đi. Dạ, mình thấy sao? Riêng đối với em thì em thấy bạn này thì khá là trẻ. Thì em thấy là nhiều khi là mình trẻ tuổi quá thì cái suy nghĩ của mình nó chưa có chín chắn cho lắm. Mình lo sợ điều đó thôi. Dạ đúng rồi. Mình lo sợ là với lại một phần nữa là nếu mà bạn lo cho chăm chút cái vẻ bề ngoài của mình quá thì giờ liệu có chăm lo cho gia đình của mình như là chăm sóc cho bản thân mình như vậy hay không? Tại vì nó làm ngành bên là mẫu ảnh này phải chăm sóc bản thân. Đúng. Ngoài đó thì con tôi nó cũng phải sắp xếp cái thời gian để quan tâm với gia đình chứ. Đâu phải là mình phải về công việc không mà bỏ bê gia đình đâu. Không dạ, phải đúng. Vậy. Đúng, mẹ nói đúng. Các công việc người đừng ta là mẫu ảnh. Vậy, đừng ơi. Đánh giá là vì cái sắc đẹp hay là ngoài công việc ra nghĩ là con tôi bỏ ảnh là con tôi không có chung tình hay là con tôi không có quan tâm gia đình, không phải như vậy. Dạ đúng. Tôi nói con tôi có hiếu là số 1. Con đúng tôi rất là ưu điểm luôn. Đồng ý. Thời buổi ngày nay chúng ta luôn luôn phải tự tôn trọng chính mình. Mình trang bị cho mình những thứ tốt nhất để làm chi? Để giao tiếp ngoài xã hội, để nhận những cái ánh nhìn tích cực. Còn nếu như dù cho làm mẫu ảnh hay không mẫu ảnh mà chúng ta nói là không chăm chút ngoại hình thì cũng không đúng đâu. Chăm chút một xíu tùy vào khả năng và điều kiện của chúng ta là tôn trọng mình. Cho Hiếu hỏi luôn, ngày nay ở ngoài xã hội chúng ta thường có quan niệm là phi công với máy bay, mình có ngại sự đánh giá đó không? Do là em đã đi tiếp xúc rất là nhiều, đi rất là nhiều nơi, cho nên là cái suy nghĩ em cũng rất là thoáng. Cho nên em cũng không quan trọng vấn đề đó. Tuy nhiên là cũng đừng có chênh lệch quá. Đừng chênh lệch quá đúng không? Nghĩa là vẫn có cái biên độ cho phép. Dạ đúng rồi. Mà quá thì đôi khi hơi ai nấy cân nhắc chút xíu. Dạ đúng rồi. Thưa quý vị, nhà trai số 3 đã vào vị trí rồi. Bây giờ là 30 giây của cậu con trai nhà số 3 thể hiện. Bắt đầu. Mình tên là Vũ Nhật Minh, 30 tuổi, đi du học ở Pháp về. Ngoài công việc ra thì em ấy rất thích là làm MC. Thỉnh thoảng thì cũng ở nhà cũng là làm nấu ăn rồi phụ mẹ với lại phụ chị á. Thì em ấy cũng rất là quan tâm và cũng rất là tâm lý về mẹ với chị của mình. Ngốc rồi. Hết rồi, trời ơi, mình cần có phần nửa thời gian thôi đó. Mình nói thêm câu gì với em dâu tương lai nè? Thì cũng thấy em á, cũng dễ thương, cũng rất là
cũng rất là chiều mến á. Chị cũng rất mong á là em về lại với họ nhà chị. Dạ, cảm ơn. Hồi đang yên đang lành tự nhiên bắt đi kiếm em dâu, bởi vì người ta đâu chuẩn bị gì đâu. Đang yên đang lành vậy đó, bắt lên sân khấu làm sao người ta chuẩn bị. Vâng, đó là nhà trai số 3. Nhà gái nghĩ sao ạ? Mời chị. Mặc dù là mình suy nghĩ là bạn cũng có hướng ngoại rồi cũng có đi du học đó, nhưng mà về tính cách thì mình cảm nhận như bạn cũng vẫn rất là nghiêm túc ấy. Nên là em của mình thì rất là nhí nhảnh. Nhí nhảnh? Nãy giờ tôi có thấy nhí nhảnh đâu ta. Nhí nhảnh tới cỡ nào nói nghe coi. Thì khi mà gặp ai đó hợp á, giống như hồi nãy là em có nói là gặp hợp tần số thì bắt đầu quẩy đó. Quẩy. Nhưng mà em lại có cái suy nghĩ ngược lại là em thấy anh này là phù hợp với lại chị Hiền nhất. Đúng không? Dạ đúng rồi. Em thấy là phù hợp nhất về hình dáng, vóc dáng. Đúng rồi. Cũng cân đối, cũng phù hợp với lại chị Hiền về chiều cao rồi. Dạ. Tính cách thì em chưa có thấy, nhưng mà em thấy là cũng có vẻ nhí nhảnh. Qua cái hình dáng này dễ thấy. Yeah, thường nếu mà thường mà ai làm giảng viên hay này nọ mà nhiều thời gian, tốn nhiều thời gian quá, không có chăm chút ngoại hình nha. Dạ yeah, đúng rồi. Mà cái chàng trai này với cái vóc dáng này mình thấy là chắc chắn phải có chơi thể thao. Đúng không? Rồi. Khi mà bạn ấy đưa tay, hành động đưa tay ra đó, cái phần tay của bạn rất là, mình cảm nhận là nó chắc chắn. Yeah. Và cái dáng đứng của bạn nó rất là vững chãi. Chứ nó không phải cái kiểu là nó liêu siêu hay là nó quá khổ như là mình chẳng hạn. Với lại anh ơi, cũng có một cái sự nghiệp cũng đúng khá không? Là ổn định rồi. Mở trung tâm rồi. Dạ, đúng rồi. Mở trung tâm rồi. Thưa quý vị, đó là những tín hiệu tích cực từ phía gia đình nhà trai số 3. Tuy nhiên, giờ đây có lẽ là người mà đắn đo nhất là chị gái đang ngồi ở giữa. Vậy thì để cho chị có thời gian suy nghĩ thêm, ngay bây giờ xin mời ba gia đình nhà trai cùng quay trở lại sân khấu. Quý vị, lúc này áp lực đang đổ dồn về phía chị họ của nhà gái. Cho nên ngay bây giờ chương trình sẽ dành cho nhà gái thêm ít phút để hội ý. Thời gian hội ý bắt đầu. Thưa quý vị, thời gian hội ý của nhà gái đã hết rồi. Ngay bây giờ mời chị nhà gái cùng đứng dậy. Xin mời chị. Chúng tôi rất tiếc phải dừng cuộc chơi tại đây. Đó là gia đình số... số 3. Ủa sao chị? Đây á, gia đình số 3 thì nói về... ưu điểm thì cũng rất là nhiều, nhưng mà về tính cách thì có nghĩa là theo gia đình thì cảm nhận là chưa có hòa hợp với lại em của mình lắm. Yeah. Về tài chính, về công việc ổn định thì đã rất là hoàn hảo rồi, nhưng mà về tính cách thì mình hơi e ngại một chút. Nghĩa là khi mà một người chủ doanh nghiệp mở một cái trung tâm Anh ngữ, rất là nhiều áp lực và stress, bên cạnh đó là cũng dành thời gian để dạy học rồi chăm sóc soạn giáo án học viên rất là nhiều. Nên là cái thời gian mà để mà dành cho đi chơi hoặc là đi du lịch á thì mình nghĩ là chắc là hơi khó. Mà em của mình là có xu hướng rất là thích đi du lịch, đi nhiều nơi. Tại vì bản thân em của mình thì từ trước đến giờ là cũng đã đi rất là nhiều nơi trên thế giới rồi. Yeah. Nên là em mình thì rất là mong muốn là kiếm một người phù hợp để chung cùng cái sở thích đó của mình. Yeah. Nên là gia đình số 3 thì mình cảm thấy là không phù hợp lắm. Yeah. Nhưng mà thật ra là người ta du học sinh mà, rồi người ta mở trung tâm thì cũng có khóa, hết khóa học thì mình lại được nghỉ, rồi mở khóa mới thì mình dạy tiếp.
chứ mình đâu có phải là cứ chôn chân một chỗ đâu ạ. Nhưng mà mình xét về tính cách thì bạn này có vẻ giống như là hơi chậm chậm chạp một chút, có nghĩa là hơi ít nói và kiểu như là trầm tính á, mà tức cái tính kỷ luật rất là cao. Nên là mình, mà em của mình thì rất là vui vẻ và nhí nhảnh, nhìn vậy thôi á, nhưng mà ra ngoài thì rất là vui. Chứ người ta nói là quy luật bù trừ, không cho người ta bù, không cho người ta trừ gì hết trơn trọi. Dạ, nhà trai nghĩ sao về quyết định này của nhà gái ạ? Mình thì mình luôn tôn trọng quyết định của họ nhà gái. Thì em mình á thì nói chung là chưa tiếp xúc á, thì có lẽ là họ nhà gái cũng đánh giá sơ về cái qua cái tính cách, qua cái như là giới thiệu về mình và em mình thôi. Dạ. Có nghĩa là mình nghĩ là mình tôn trọng. Dạ. Thưa quý vị, giờ đây chúng ta cùng chờ đợi xem diện mạo thật sự của cậu em trai nhà số 3 là như thế nào đây. Có làm nhà gái sửng sốt hay không? Cùng chờ đón cậu em trai nhà số 3. Trời ơi, đi đâu đây? Trời, đi đập hộp kén rễ đi anh. Đập hộp kén rễ mà banh cái hộp rồi. Thôi, banh hộp rồi đó. Thưa quý vị, giáo viên dạy tiếng Anh của mọi nhà. Phương Hiếu biết chàng trai này, tại Phương Hiếu cũng đã có liên hệ và nhờ bạn ấy tư vấn cho những buổi học tiếng Anh. Bạn có những phương pháp dạy tiếng Anh rất rất hiệu quả và rất là đắt xô dạy tiếng Anh, thưa quý vị. Thank you very much. Muốn hẹn bạn ấy là phải sắp lịch đấy. Chứ không phải đơn giản đâu. Ôi kìa, trời ơi, anh Tân em muốn cao quá trời. Tại vì anh chưa đăng ký học được buổi nào đấy em. Chứ thường mà anh đăng ký học được rồi thì anh trả tiền mà. Anh đâu có tân chi. Tại anh chưa đăng ký được cho nên mình phải tân đi để nữa giảm rồi. Giá chắc dạ. Là phải có giảm giá đặc biệt đúng không đúng, anh? Đúng, đúng. Đây là chị. Đây là chị gái em. Dạ. Thưa quý vị, một bật mí nữa cho quý vị biết. Đây là thiếu gia và công chúa của gia đình khá giả đấy. Đặc biệt là về những gì Hiếu biết về cậu này thì cậu này hoàn toàn đi theo định hướng của mình và không muốn ràng buộc với gia đình. Cho nên tự thân, tự lập và tự chủ, chứ không muốn nghe theo gia đình. Thiếu gia đấy, hôm nay rất là bất ngờ luôn, mở ra mà nết hồn. Rất là vinh dự được gặp chị ở đây. Dạ. Rồi Minh, nào. Đây là nhà gái nhận xét về em, sợ là em không có năng động, không có được hoạt bát, cái kiểu như là chia sẻ. Còn cái kiểu mình giảng dạy thì không nói, đó là nghề nghiệp. Sợ là em thụ động ở một chỗ nè, em không có nhiều thời gian để đi du lịch. Cô này cũng nhí nhảnh, nhìn cổ vậy chứ cô ở nhà là cũng nhí nhảnh. Rồi cô thích đi du lịch cho nên sợ là không phù hợp. Em nghĩ sao về quan ngại của nhà gái? Thật ra thì chắc là mọi người nó có nghĩa là thông qua một số các cuộc thi hay là một số cái hình thức mình body language thì mọi người sẽ nghĩ rằng mình em là một người khá là trầm tính. Nhưng tuy nhiên khi mà mọi người mình giao tiếp chẳng hạn, khi mà mình tiếp xúc lâu thì có thể là nhà gái có thể biết được là em là một người sẽ rất là cởi mở. Ngoài ra thì thật ra ngoài cái công việc dạy tiếng Anh ra thì em cũng có tham gia các khóa học MC. Thực ra em cũng có thể đứng một cái event. Nên là cái việc là hướng nội hay hướng ngoại ấy, thì nó không phải là vấn đề. Còn bản thân em cũng là một TikToker. Em cũng có sở hữu một cái kênh review cũng khoảng tầm 4-5 ngàn. Hiện tại mới có 4-5 ngàn follow thôi. Nhưng tuy nhiên là trong tương lai hy vọng nó lên 100 ngàn follow. Thì khi mà yêu em á thì chắc chắn là sẽ được đi review nè, đi du lịch nè, trải nghiệm rất là nhiều các dịch vụ cũng như là các địa điểm ăn uống quanh Sài Gòn và các địa điểm quanh Đông Nam Á chẳng hạn, đúng không ạ? Nhưng mà bạn nói như vậy thì mình chưa hiểu đủ đâu. Bạn review bằng song ngữ ạ. Dạ. Có nghĩa là thế mạnh của bạn là ngoại ngữ. Những thứ bạn làm, bạn dẫn MC cũng là MC song ngữ, chứ không phải là bạn dẫn tiếng Việt nha. Mà MC song ngữ thì cái giá rất cao nha. Và làm review cái kênh của bạn, anh có theo dõi kênh của em thì anh biết là mình làm mình hướng về những du khách nè. Có nghĩa là bên cạnh mình tự hào về những giá trị của Việt Nam mình mà còn muốn giới thiệu cho du khách bằng tiếng nước ngoài. Cho nên cái việc mà bạn này làm nó hoàn toàn có tương lai và rất là năng động chứ không hề thụ động. Vậy nhà gái nghe xong có tiếc không?
Mình thì mình suy nghĩ như thế này, khi mà bạn bước ra thì mình cảm nhận như là bạn đúng là cũng hơi tiếc nuối một chút. Nhưng mà khi mà tiếp xúc hơn thì mình tìm hiểu thì mình thấy là quyết định của mình là chính xác. Chính xác ở chỗ là cái mẫu người đàn ông mà để tìm cho em của mình là một mẫu người của gia đình. Tức là mình không thấy bạn nhắc đến những cái bữa ăn ngon hoặc là những cái bữa mà bạn dành hoặc là thời gian riêng để bạn dành cho người phụ nữ bên cạnh, mà bạn chỉ nói về những cái công việc, những cái hoạt bát của bạn ở ngoài xã hội. Mà thời buổi này rồi á thì phụ nữ họ cũng chủ động về kinh tế lắm, nên là cái việc mà kinh tế cả hai đều cùng làm á đều nó đúng là một lẽ đương nhiên rồi. Nên là cái mẫu người chuẩn mực một người đàn ông mà dành cho em của mình thì mình nghĩ là nó thiên về một cái gia đình một chút. Còn với riêng Hiền nè, Hiền thấy sao về chàng trai này? Dạ em xin chào nhà trai, chào khán giả. Annyeonghaseyo. Cũng rất là ấn tượng với lại anh này. Thứ nhất là nghe anh đã từng du học bên Pháp thì Hiền cũng có những cái mối quan hệ với bên Pháp, có những cái kỷ niệm, có những cái duyên với bên Pháp, là cũng nhém đi du học bên đó và mẹ cũng đang sinh sống bên đó. Về cái tính cách á, thì cũng thấy anh rất là năng động. Người của công việc, thể hiện rất là rõ là người của công việc. Về nghề nghiệp thì anh giống như là đang trong cái tuổi trẻ ha, cho nên là thấy hướng nghiệp rồi năng, nói chung là dùng hết cái sức để mà phát triển cái sự nghiệp của mình. Thì mình nghĩ là anh đã đi rất là nhiều nơi và đã làm được cái công việc bên đây thì chắc là sẽ có một cái sự hiểu biết rất là rộng. Coi như là 60-70% về tính cách công việc cũng như là cái tính tự lập á là khá là mix với nhau. Tuy nhiên là mình chỉ sợ như chị mình nói á, là anh chưa có sẵn sàng hoặc là chưa có đủ thời gian để chuẩn bị cho mình sẽ có một cái mối quan hệ hoặc là lập gia đình sắp tới. Kiểu như là bạn đây còn quá nhiều năng lượng cho những cái dự án của mình. Quá nhiều năng lượng. Không, cái điều này thì anh công nhận nha. Khá là tiếc bởi vì em cũng là một người anh thì cũng chưa có thể tiếp xúc sâu được, nhưng tuy nhiên là thông qua có nghĩa là cuộc nói chuyện ngắn thì anh thấy là em một người cũng là rất là hướng ngoại đó và rất là nhí nhảnh và rất là trẻ trung đó. Thì cũng chúc là trong ngày hôm nay em đập được hộp kén được rể ha. Dễ thương quá. Hy vọng rằng là với những dự án của mình á, Minh, trong thời gian vừa qua em đã triển khai, anh Hiếu có theo dõi thì anh Hiếu thấy được rằng là đúng, tuổi trẻ mà chúng ta chỉ có một thời tuổi trẻ thôi. Nếu mà tuổi trẻ chúng ta không sống và làm theo những gì mình mong muốn thì sẽ không còn thời gian để mà chúng ta làm điều đó lần thứ hai. Cho nên chúc cho những dự định của mình là làm talent, đúng không? Rồi tham gia các hoạt động, rồi TikTok, rồi phát triển công việc dạy học nữa thì sẽ ngày càng thuận lợi hơn. Em rất ấn tượng với không có duyên để kết đôi thì mình làm bạn vậy. Đúng rồi. Hy vọng là sẽ có một dịp nào đó học một cái khóa của anh hoặc là một cái dịp nào đó sẽ review chung về một cái chủ đề gì đó. Anh cũng hy vọng là có một dịp được kết hợp cùng với Ngọc Hiền. Đúng một bạn nữ, một doanh nhân rất là đẹp, rất thông minh. Em có thể cảm nhận là bạn ấy cái đường nét của bạn rất là sang trọng và quý phái. Chính xác. Dạ, cảm ơn ạ. Rồi, xin cảm ơn chị đã dành thời gian đến đây và chị biết chúc cho hai chị em gặp nhiều may mắn và ngày càng thành công thuận lợi trong cả công việc và cuộc sống. Cảm ơn đã đến với chương trình. Bye bye em trai. Assalamualaikum. Thưa quý vị, từ 4 chàng trai ban đầu, hội đồng nhà gái đã xuất sắc tìm kiếm được 2 gương mặt ấn tượng nhất để đến với vòng đặc biệt mang tên Thử thách xui gia. Vòng 3, thử thách xui gia. Ở vòng 3, hai chàng trai sẽ lần lượt xuất hiện trên sân khấu và có 30 giây để chinh phục trái tim cô gái. Sau 30 giây, hai vị phụ huynh sẽ xuất hiện cùng với hai món bảo bối đắt giá nhất mà họ đem đến chương trình để chinh phục gia đình hồng gia tương lai của mình. Vòng 3 sẽ càng hấp dẫn hơn khi gia đình của hai chàng trai kiên quyết tranh luận và đưa ra những lý lẽ thuyết phục, giải thích tại sao con trai họ xứng đáng được gia đình cô gái lựa chọn. Sau màn tranh luận kịch tính, gia đình cô gái sẽ đưa ra quyết định cuối cùng chọn gia đình nhà trai nào phù hợp và đạt tiêu chuẩn để trở thành thông gia của mình. Cuối cùng, cô gái của chúng ta sẽ lên tiếng về cảm nhận của bản thân và đưa ra lựa chọn có bước vào bên trong chiếc hộp với chàng trai đó hay không. We'll be right back.
Thưa quý vị, ở vòng 3 thử thách xui gia, từng cậu con trai của gia đình nhà trai sẽ xuất hiện tại đây. Mỗi chàng trai có 30 giây để tỏ tình với nữ chính. Wow, yeah. Khi các chàng trai tỏ tình xong, đại diện của hai gia đình nhà trai sẽ cùng quay trở lại. Và đặc biệt nha, trên tay của mỗi gia đình sẽ là một món bảo bối để trình với nhà gái. Còn chần chờ gì nữa, hãy cùng gặp gỡ cậu con trai đầu tiên. Chào anh. Tỏ tình mà nói thật là dài, thật là nhiều là xưa. 30 giây mà tỏ tình trúng tim đen nó mới quan trọng. Thời gian dành cho hai bạn bắt đầu. Xin chào Hiền ha. Và hiện tại thì không biết là bạn đang làm về lĩnh vực gì ha? Hiện tại mình đang kinh doanh hàng xách tay với lại là mẫu ảnh. Mình kinh doanh ở thành phố hay là ở ngay tại thành phố Hồ Chí Minh luôn, nhưng mà mình làm online là chính. Online là chính. Tại vì hiện tại mình là đang tập trung chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh nên có thể tiện gặp lại và bạn thường xuyên hơn, và điều đó là rất là quan trọng trong một mối tình lâu dài. Và hiện tại thì mình đang cũng có một công việc ở một Hồ Chí Minh, và thứ nhất là mình có thể gặp bạn thường xuyên, và thứ hai là mình có thể dành thời gian cho bạn nhiều hơn. Hết giờ. Ủa, nãy giờ tỏ tình hay tâm sự? Tỏ tình tỏ tình thấy dạng talk show đúng không? Hai người talk qua talk lại chứ tôi thấy tỏ tình đâu. Thưa quý vị, hết thời gian tỏ tình dành cho chàng trai số 1 rồi. Ngay bây giờ chúng ta gặp gỡ cậu con trai gia đình còn lại. Xin mời. Xin giới thiệu, tôi tên là Danh Tú. Tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi ạ? Năm nay tôi 50 tuổi. Dạ. Dạ. Thời gian dành cho anh và Hiền là 30 giây. Anh tỏ tình. Hy vọng với kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, anh sẽ chinh phục được cô nàng này trong 30 giây. Dạ, 30 giây dành cho anh. Bắt đầu. Trong ngày hôm nay thì anh cũng đã đi khắp Sài Gòn này mà không tìm ra một bông hoa nào đẹp hơn em hết. Cho nên anh không thể nào mà tặng hoa hay là kiếm tiền cho em được. Chỉ có hai bàn tay, trái tim và khối óc này dành tặng hết cho em. Còn gì nữa không ạ? Quý vị đã thấy câu gừng càng già càng cay chưa? Dạ. Kinh nghiệm ha. Cảm ơn MC. Dạ. Chúc mừng anh, nói không cần tới 30 giây luôn, nói đúng vào trọng tâm, tỏ tình là phải như vậy, thưa quý vị. Thưa quý vị, có lẽ tất cả chúng ta đang hồi hộp chờ đợi xem liệu rằng khi hai người thân của gia đình nhà trai quay trở lại sẽ mang đến món bảo bối gì đây? Hãy gặp gỡ hai đại diện gia đình người thân cùng quay trở lại sân khấu này. Thưa quý vị, một bên là chị của em trai, một bên là mẹ của con mình đã quay trở lại sân khấu rồi. Và quý vị thấy không, trên tay của họ đang mang theo những món bảo bối. Chúng ta cùng khám phá nha. Dạ, mời Hiền. Rồi. Nó sẽ dài dài. Dài dài. Khoảng bao nhiêu cm nhỉ? Khoảng vậy nè. Khoảng 10 cm. Nhỏ nhỏ mà có vỏ, có răng, răng. Có răng. Răng cưa. Dài mà có răng. Răng cưa. Đó là chìa khóa. Hiền cũng đoán là chìa khóa. Dạ. Mở thôi. Dạ.
dày mà dài dài khoảng 10 cm. Mình có bị thao túng tâm lý gì không ạ? Không, hồi nãy là tính luôn cái đồ để chìa khóa. Dạ, gia đình mình mang chìa khóa ô tô đến đây với thông điệp gì muốn gửi cho nhà gái thưa chị? Nhà gái thân mến, hôm nay tôi mang đến đây cái bảo vật, đây là chiếc chìa khóa ô tô của em trai tôi. Để nói rằng là em trai tôi là một cái người thành đạt và chững chạc giàu có. Nếu mà em mà lấy em trai chị đó thì em sẽ không phải lo toan về nhiều mọi mặt về kinh tế, tại vì em tha hồ xài tiền, tha hồ đi shopping. Em ấy là một người đàn ông rất đầy nghị lực, bản lĩnh và biết che chở cho gia đình. Em ấy cũng rất là đa tài, biết tất cả mọi việc, thí dụ như là pha chế nè, nấu nướng cho gia đình. Đôi khi về có thể là san sẻ với em về việc nhà, về con cái, em sẽ không bận tâm nhiều. Dạ. Dạ. Cảm ơn ạ. Dạ thưa quý vị, có lẽ chúng ta cũng dễ hiểu thôi phải không ạ? Với tuổi đời của anh và trải nghiệm của anh thì thứ mà anh có là một cái tiềm lực rõ ràng, chẳng những về tri thức mà còn về trải nghiệm vốn sống, thậm chí là về sự ổn định trong kinh tế nữa. Cho nên ảnh mang đến đây món bảo bối này đơn giản chỉ là mang cuộc đời của ảnh đến đây để trao cho Hiền đó. Quan trọng là Hiền chịu hay không. Vâng, đó chỉ mới là món bảo bối của nhà trai số 1 thôi. Mời Hiền qua đây mình khám phá bảo bối nhà trai số 2. Dạ. Rồi, mời Hiền. À, nó sẽ dài dài ha. Kích thước cứng cứng. Chất liệu cứng cứng. Dài hơn bên kia. À, giống như con nít sẽ thích chơi á. Búp bê đó. Chị qua búp bê hả? Búp bê chị. Mình đoán là búp bê. Mà hai lận hả? Hai. Vậy là hai một cặp. À. Một cặp búp bê. Có phải là một cặp búp bê? Ủa mà sao em có một cặp ta? Chắc là sẽ có đôi có cặp hay gì đó. Thôi chừng là một thế lực tâm linh. Sợ quá rồi, thôi sợ hút mở đi. Có nào cung ở thông không? Ở đó, đó tôi sợ đó, đó. Không dám chạm vô, sợ mở dạ. Đi. Ồ, hai ơi, cô dâu chú rể. Cô dâu chú rể phải không ạ? Đúng rồi. Dễ thương quá, dạ. À, hôm nay là gia đình tôi đem đến cái thông điệp như thế này, là gửi đến ý muốn là sẽ có một cái cặp là tương đồng, là xứng đôi vừa lứa. Dạ. Rồi cái thứ hai nữa là cái sẽ có một cái tương lai tốt đẹp hơn. Vậy là đến với nhau là sẽ có một cái sau này có con gái là sẽ trẻ hơn, đẹp hơn. Trẻ đẹp ha. Trẻ hơn, đẹp hơn. Trẻ thì đương nhiên là mỗi ngày nó sẽ có một cái sáng tạo, là tương lai càng ngày mà mỗi lần phát triển hơn. Dạ. So với những người mà lớn tuổi thì không có gọi là không có còn không còn nhạy bén nữa, không còn nhạy bén. Dạ, dạ. Không còn độ sung mãn. Đúng rồi, không còn là gọi là dạ. Trươi trẻ nè, không còn gọi là phong độ, không còn gọi là cái gọi là sáng tạo nữa. Dạ. Nhiều khi mình sẽ bị ù lì chút xíu. Đúng rồi. Nếu mà độ tuổi mình nó quá cao, phải không ạ? Dạ, thưa quý vị, thật ra thông điệp mà nhà trai số 2 mang đến đơn giản chỉ là sức trẻ. Mà người ta nói có sức trẻ, có sức khỏe là có tất cả. Có tất cả ở đây chẳng những là tất cả thanh xuân tươi đẹp bên nhau, mà còn có tất cả khoảng thời gian tương lai hạnh phúc cùng nhau để xây dựng tổ ấm gia đình. Nên là em nhiêu tuổi rồi? Dạ, hôm nay em 22 tuổi rồi. 22 tuổi ạ. Thưa quý vị, như vậy là hai món bảo bối của hai gia đình để được mang đến để trình cho nhà gái rồi. Và liệu rằng khi hai gia đình nhà trai phải cùng nhau đưa ra những lập luận và lý lẽ để thuyết phục nhà gái thì ai sẽ giành chiến thắng? Quý vị đừng đi đâu nha, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Thưa quý vị, thời gian dành cho hai gia đình đưa ra những lý luận để thuyết phục nhà gái vì sao không nên chọn người con trai của gia đình đối phương, xin được phép bắt đầu. Xin nhà gái hãy chọn về con trai của tôi, vì con trai của tôi rất là còn trẻ và cũng cái sự sáng tạo và sự nghiệp tương lai mà ở phía trước rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là con tôi là cái chữ hiếu đi đầu, cũng so với bên đây thì bên đây rất là lớn tuổi rồi, nó không còn gọi là năng động, không còn những cái dễ sáng tạo gì nữa, cái tương lai sự nghiệp nó sẽ không còn phát triển hơn nữa. Xin nhà gái hãy chọn con trai tôi. Theo tôi nghĩ thì cái tuổi trẻ nó bồng bột lắm, mà cái nghề mẫu ảnh này đó
thì nó đòi hỏi là phải mà chải chuốt, phải đẹp, phải phải trẻ để mà lên ảnh mới đẹp. Mà những cái nam mà họ chải chuốt quá đó, họ có cái hoài, cái bề ngoài của hình thức thì nó dễ gây chú ý cho phái nữ, thì trong cái vấn đề mà gia đình thì cũng không có hạnh phúc. À đó, tôi nghĩ là vậy. Theo như tôi thì đối với con tôi thì so với lại bên nhà gái thì rất là xứng đôi giờ lứa nè, so với bên kia thì rất là già, không còn gọi là năng động nữa, rất là không có xứng đôi giờ lứa với bên kia. Xin nhà gái hãy chọn con trai tôi đi. Em tôi cũng không thuộc về quá lứa, nhưng mà ta nói rằng gừng càng già càng cay, cho nên nếu mà gặp được em tôi rồi thì về khi cái người đàn ông mà lớn tuổi họ sẽ che chở và họ bảo vệ cho người phụ nữ. Nhưng mà cái cay này là không biết là nó cay được bao lâu so với đấy đối với con tôi, tại vì con tôi nó còn trẻ, sức sống nó rất là tràn đầy luôn, với hai là sức khỏe rất là tốt, phải không? Nhưng mà người ta lớn, người ta có kinh nghiệm hơn nữa, người ta cũng thành đạt và nhiều tài sản để mà về chăm sóc, bảo vệ cho cái người phụ nữ đó đầy đủ, không thiếu thốn, không vất vả đó. Không, tôi gọi là tuổi trẻ tài cao, nó còn tương lai rất là nhiều. Đối với em của chị thì có nghĩ cái loại là dậm chân tại chỗ, nó không còn phát triển được nữa. Em tôi đã chứng minh rồi, em tôi là một người đàn ông rất có tài, rất bản lĩnh, rất là cái men đó. Đó, bằng chứng là em tôi đã có một cái tài sản khổng lồ để mà lo cho vợ con gì sao. Hơn nữa bên đó thì biết rằng là còn trẻ thì sẽ xứng đôi hơn, nhưng mà về kinh nghiệm thì sao bằng em tôi được. Bên em của chị có tiền rất nhiều, nhưng mà chưa chắc tình yêu mà mua được bằng tiền đâu. Mà thứ hai là tiền thì nó không có đem lại hạnh phúc là tươi đẹp hơn nữa. Thì so với con của bên của tôi thì nó lại là nó trẻ thiệt, nhưng mà mỗi ngày thì nó làm để mà phát triển từ bản thân, nên nó học hỏi được nhiều hơn so với những cái người lớn tuổi giống như em của chị. Cái thời buổi sau này đó, nó không còn cái túp liều tranh hai quả tiền vàng nữa, mà phải có, tại sao nó lại lớn tuổi là tại vì nó muốn lập sự nghiệp cho đầy đủ, để mà rồi nó đầy đủ rồi khi nó gặp một người phụ nữ đó thì nó sẽ bảo bọc người ta. Tại nãy chị nói là một cấp liệu tranh hai quả tim vàng, thì đối với em thì nếu mà quả tim vàng thành một cái quả tim khô rồi thì nó gọi là hạnh phúc cũng chẳng có gọi lại gì. Gọi là không có gọi gì là hạnh phúc đâu. Chị nghĩ rằng là em chị nó không phải là cái dạng quả tim khô héo luôn. Dù sao nếu nó có tiền thì nó sẽ đắp vô những cái khô héo đó để mà nó em của chị là nó cũng biết nấu ăn, biết san sẻ gia đình, biết pha chế và cũng rất là hài hước, cho nên thành ra khi mà lấy nhau về có thể là người vợ đó có thể là hưởng thụ theo chồng đi du lịch, thế là làm những cái gì cho nó mới hơn, cho cuộc sống nó đầy đủ hơn. Chứ còn không dạng như em mà nói quá khô vậy đi, khô quá là những người không làm ra tiền. Nói như là nhưng mà tiền thì chị nói đúng, nhưng mà nếu mà đi tiền mà không mua được cái mọi thứ được đâu chị. Nếu mà tình cảm nó thật sự nó không có thật lòng với nhau, nó chênh lệch với nhau quá nhiều. Nhưng so với con của em với lại bên nhà gái thì rất là xứng đôi giờ lứa, còn so với bên chị á, em của chị với bên nhà gái thì em thấy nó giống như đũa, nó lệch với nhau á. Một người thì quá lớn mà quá cái dáp dáng rất là khô cằn đi. Và đối với em là thật sự là nhà gái không nên chọn. Theo chị thì không nên phân biệt tuổi tác, miễn sao hai tâm hồn đồng điệu với nhau, về sống với nhau hiểu. Thí dụ người đàn ông lớn tuổi người ta sẽ hiểu cái người phụ nữ trẻ đó phải thích cái gì, và khi họ sống với nhau họ phải tìm, họ phải ráng giữ cái lửa đó. Thì chị nghĩ rằng là cũng không thua về tuổi trẻ đâu em. Thì đối với em là mà trẻ thì nó sẽ mỗi ngày nó sẽ sinh một mới mẻ thêm. Đối với cái người mà lớn tuổi thì nó sẽ là gọi là nó khô cằn đây, gọi là cái lấy cái gia trưởng đây là ta, đây là cái này kia, là gọi sắp đặt đối với vợ con như vậy. Thì đối với em thì chắc chắn là không hạnh phúc. Không, nên là nhà gái không nên chọn. Em chỉ là một cái thằng biết nấu ăn nè, biết trang trí nhà cửa và hiếu thảo cha mẹ, rất là thương chị, cho nên chị nghĩ rằng nó không phải là người gia trưởng. Người gia trưởng là chỉ ngồi ăn trên thôi, chứ còn không có biết làm gì nữa hết. Tôi rất hân hạnh được có thể gọi là ra mắt nhà gái trong ngày hôm nay. Thì để đáp lại tấm thình lình đó, tôi sẽ hứa cố gắng hết sức mình để đem đến hạnh phúc cho người vợ tương lai của tôi. Và tôi cũng hứa sẽ bảo vệ em ấy đến suốt cuộc đời này.
Dạ. Xin chào nhà gái, là ý là tuy là mình vật chất của mình hiện tại thì chưa có bằng anh bên kia, nhưng mà mình có một tài sản lớn hơn, đó chính là tuổi trẻ của mình, và mình có thể cùng bạn nữ đi mọi nơi mà bạn nữ muốn và khám phá những điều mà bạn ấy vẫn chưa từng khám phá. Và đặc biệt hơn là mình có tuổi trẻ, mình có thể phát triển bản thân mình nhiều hơn và có năng lượng tràn trề hơn. Bây giờ là thời khắc quan trọng, mời nhà gái cùng hội ý để đưa ra quyết định cuối cùng. Xin mời. Thưa quý vị, thời gian hội ý dành cho nhà gái đã hết rồi. Ngay bây giờ chúng ta cùng xem nhà gái sẽ quyết định như thế nào. Mời hội đồng nhà gái cùng đứng dậy để đưa ra quyết định cuối cùng. Chị nhà gái thân mến, mặc dù hôm nay mình đến đây với những thành viên hội đồng nhà gái là những người trẻ, yêu chuộng năng lượng trẻ, nhưng không có nghĩa là sự từng trải và vốn sống không có giá trị. Nó luôn luôn có giá trị để chúng ta lớn hơn, trưởng thành hơn. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là năng lượng trẻ hoàn toàn vô giá. Nó giúp mình có cảm hứng sống, nó giúp mình sống một cách đam mê và nhiệt huyết hơn. Rõ ràng thật là khó để chúng ta đưa ra quyết định. Cho nên, ngay bây giờ, xin mời chị họ nhà gái hãy đưa ra quyết định đâu là gia đình mà mình cho phép kết đôi cùng với em gái nhà mình. Mời chị đưa ra quyết định cuối cùng. Gia đình mà chúng tôi cho phép kết đôi với em gái nhà tôi, đó là gia đình số 1. Chúc mừng chị, chúc mừng chị, chúc mừng anh nha. Dạ. Em tôi là số 1. Dạ. Lý do vì sao thưa chị? Nhà trai số 2 đang chờ biết lý do đấy ạ. Thật ra mà để mà ngồi đặt lên bàn cân giữa hai gia đình thì mỗi người đều có một cái thế mạnh riêng. Dạ. Về gia đình nhà trai số 2 á, thì cái tuổi đời của bạn có lẽ cũng còn hơi trẻ. Dạ. Mặc dù bạn có tuổi trẻ, bạn có thanh xuân, bạn có nhiệt huyết, nhưng mà cái mong muốn của gia đình tìm mẫu người đàn ông cho em gái của tôi á, thì tôi nghĩ là bạn chưa phù hợp. Dạ. Còn đối với gia đình số 1 á, thì thực sự là rất là hoàn hảo về điều kiện, về kinh tế, rồi về mặt mình cảm nhận như người đàn ông này có một cái sự gì đó rất là ấm áp. Dạ. Anh rất là chỉn chu qua từng câu nói, rồi cách anh đối đãi hoặc là cách anh chăm sóc, dạ, thể hiện cho mọi người được biết, thì cảm nhận anh là một người đàn ông vẫn là rất là chững chạc. Dạ. Và đó cũng là một cái mẫu người mình cảm thấy là phù hợp với lại em gái của mình. Dạ. Cảm ơn hội đồng nhà gái. Và nhà trai số 2 ơi, nhà trai nghĩ như thế nào về quyết định của nhà gái? Dạ. Đối với quyết định của nhà gái thì chọn gia đình số 1 thì theo như tôi á, thì một sự lựa chọn gọi là không gọi là gọi là 100% đâu. Gọi là gửi một cái tin tưởng như vậy thì đối với là cái sự an toàn nó không có gọi là cao. Dạ. Nghĩa là sự an toàn không cao lắm nếu mà lựa chọn như vậy, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà thôi thì nhà gái cũng chọn rồi, an toàn hay không an toàn thì họ cũng chịu trách nhiệm với điều đó. Mà rất tiếc cho mẹ luôn, mẹ rất là thương con của mẹ và con trai của mẹ, đúng là có một gia sản rất là lớn, đó chính là tuổi trẻ. Chúc rằng là con của mẹ sẽ tận dụng và phát triển cái nguồn gia sản này để làm giàu cho tương lai mình sau này, cũng như mang về cho mẹ một nàng dâu ưng ý nhất mẹ nhé. Cảm ơn mẹ và em đã tin tưởng và đến với chương trình, xin cảm ơn rất nhiều ạ. Thưa quý vị, với lựa chọn của gia đình nhà gái, Ngọc Hiên có đồng thuận hay không? Hãy đến ngay với phần đập hộp kén rễ.
Thưa quý vị, chúng ta đang có mặt ở thời khắc quyết định của ngày hôm nay. Đó chính là thời khắc đập hộp kén rể. Chiếc hộp kén rể đã xuất hiện quay trở lại sân khấu rồi. Và lúc này, người con trai mà gia đình và gái lựa chọn đang ở trong đấy. Chỉ còn cách chúng ta thời khắc hạnh phúc đúng một chút xíu nữa thôi, thưa quý vị. 15 giây là thời gian đưa ra một quyết định cho ngày hôm nay. Ngọc Hiền, chị phải đưa ra quyết định ngay lập tức là mình có đi vào trong chiếc hộp đó không, để kết thành một đôi hay không, và chấp nhận cho mình bước một bước đầu tiên trên con đường hạnh phúc. Còn nếu như Ngọc Hiền là nữ chính ngày hôm nay vẫn chưa thấy mình chưa đủ quyết tâm, chưa đủ cảm xúc để bắt đầu mối quan hệ với người con trai đang đứng trong kia, thì mình ở lại thôi và coi như màn đập hộp kén rể không thành công. Nhưng mà Hiếu tin rằng là với bản lĩnh, sự xinh đẹp, tài năng và đã là một người phụ nữ của thương trường rồi, của kinh doanh, của sắc đẹp, của tự do, của trí tuệ, thì chắc chắn giờ đây chỉ còn cách quyết định của mình thêm một động lực nữa. Hãy hạnh phúc. Dạ. Thưa quý vị, hãy dành một tràng vỗ tay cho Ngọc Hiền đưa ra quyết định cuối cùng, xin được bắt đầu. Hạnh phúc thôi nào cô gái ơi. Hộp kén rể ngày hôm nay thành công. Xin khoan thôi. Khoan. Em khoan. Xin lỗi chị. Dạ. Khoan. Tôi không phải đến đây là phá chương trình đó. Dạ. Nhưng mà tôi phản đối, bởi vì người đàn ông đó chính là chồng của tôi. Tại sao cô lại đến đây? Tại sao cô lại nói những lời này ở đây? Anh Phan và anh Tú, tôi và anh vẫn chưa ly dị mà. Tại sao anh có thể lên đây mà kén vợ được? Chẳng phải chúng ta đã ly thân 2 năm trời và cô cũng đã đồng ý rằng mỗi người tự chọn cho mình một con đường sao? Anh cũng nói là chúng ta mới ly thân mà, chưa có ly dị. Và tờ giấy đó tòa vẫn chưa đóng mộc mà, chúng ta vẫn là vợ chồng với nhau. Tại sao vậy? Em còn muốn gì nữa đây? Tất cả những thủ tục đó nó đều đúng nghĩa với là thủ tục. Còn những gì chúng ta đã thỏa thuận, phân chia tài sản, Rồi gì? Trách nhiệm với con cái, gia đình thì tôi đã lo chu toàn và cô cũng đã đồng thuận hết rồi. Bây giờ cô còn đến đây để làm gì nữa? Chẳng lẽ cô còn muốn... Anh Trang nhìn Tú à, đúng là chúng ta không còn thương nhau nữa. Đúng là những gì anh nói là chúng ta chỉ ly thân. Anh muốn kén vợ, anh có thể ra ngoài kén vợ, kén ở đâu cũng được hết đó. Nhưng mà đằng này anh lên sóng truyền hình, anh có biết cái khi cái này phát sóng á, những đứa con anh sẽ suy nghĩ gì không? Hả? Anh có nghĩ đến con của anh không? Nếu mà không có người cho tôi biết thì
tôi sẽ không đến đây và thấy cái hình ảnh này. Em à, nếu em đã nghĩ về những đứa con, đã thương chúng nó như những gì chúng ta đã dành cho nó trước đây, thì em hãy nhớ lại đi. Anh cũng đã từng nói với chúng nó rằng tình thương của em dành cho chúng nó là bao la tất cả, rằng tất cả những gì tốt đẹp nhất của chúng ta đều dành cho con cái. Và anh cũng hy vọng rằng em đối xử với các con cũng nhanh như vậy. Còn những gì em cho rằng là xấu xí, là không đúng, là sai, thì hãy trực tiếp nói rằng em đâu có làm vậy, mà tại sao em lại đứng giữa thanh thiên bạch nhật, giữa trường quay như vậy, em lại nói với anh những điều đó. Anh Phan Văn Tú, em muốn đạp đổ à? Nè, chúng ta có còn gì đâu nữa mà đạp với đổ. Anh bình tĩnh, anh bình tĩnh nghe tôi nói. Tôi lên đây á không phải là vì tôi, mà vì các con. Anh còn nhớ không? Đúng. Anh nếu có đã được... vì các con thì tôi nghĩ em đừng cho chúng nó biết về những lý do mà mình chia tay nhau. Chỉ đơn giản chúng ta không hợp nhau nữa, đường ai nấy đi. Vậy và tôn anh trọng nè, chúng anh ta hãy tôn trọng những gì đã thỏa thuận, được chưa? Bây giờ anh chính em đã thỏa thuận rằng chúng ta không nên xen vào cuộc sống của nhau từ ngày ly thân đến giờ, và lá đơn ly dị chỉ chờ tòa xác nhận nữa là xong. Bây giờ em còn muốn gì nữa? Tôi không hề tức giận, không hề trách em, nhưng em làm như vậy em nghĩ rằng có đúng hay không? Nãy giờ người tức giận là anh, không phải là tôi. Tôi đang muốn nói cho anh biết, tôi không ngăn cấm anh quen bất cứ cô nào hết. Nhưng mà anh à, đây là sóng truyền hình, và cái chương trình này sẽ phát sóng. Các con anh sẽ đối diện với những người bạn nó sẽ như thế nào khi mà vợ chồng mình vẫn chưa ly dị? Cô gái à, tôi lên đây không phải phá, tôi lên đây muốn cho cô biết là người đàn ông này vẫn chưa chính thức ly dị với tôi, và tờ giấy ly dị đó chưa được tòa chấp nhận. Vậy cô có chấp nhận một người đàn ông vẫn có vợ, cô có thể kết hôn với người đàn ông như vậy không? Còn anh Tú à, tôi không cần anh thương tôi. Chúng ta đã cố gắng với nhau từ những ngày không có gì đã được như ngày hôm nay. Nhưng mà anh không còn thương tôi nữa thì thôi, tôi chấp nhận. Nhưng mà tôi chỉ nhắc cho anh một điều, anh còn hai đứa con, làm gì thì làm, hãy nhớ chúng và thương chúng, chỉ vậy thôi. Xin lỗi chương trình. Rất là chia sẻ với chị câu chuyện này. Thật ra thưa quý vị, có điều này chúng tôi muốn nói với khán giả truyền hình là tất cả những người tham gia sân chơi đạp hộp cán rễ trước đó đều phải ký một bản cam kết là họ độc thân. Cho nên về thông tin này thì có lẽ chúng tôi hoàn toàn bị động khi mà chúng tôi đã cam kết độc thân. Chắc là lúc này thì không biết là Hiền cảm thấy thế nào? Em xin chào mọi người. Sẵn đây em cũng xin chào chị. Và em cũng gửi lời cảm ơn đến chị đã cho em cũng như là chương trình biết cái thông tin này kịp thời. Em cũng xin lỗi chị. Xin lỗi ở đây là không, em không có làm gì sai với chị hết, do em không biết. Tuy nhiên là rất tiếc là để cho chị thấy cái hình ảnh là em bước vào cái hộp để vào với anh. Tuy nhiên là chị đã cho tụi em biết cái thông tin kịp thời. Thì sẵn đây em muốn gửi lời đến chương trình cho em xin chúc lại cái sự lựa chọn khi nãy. Tuy nhiên sẵn đây em cũng muốn nói là phụ nữ với nhau thì chị cũng có quyền giữ hạnh phúc. Bản thân em cũng có quyền đi tìm hạnh phúc. Tuy nhiên là những người trong cuộc phải giải quyết với nhau dứt khoát và quyết đoán. Em cũng không có muốn là cái chuyện đã xảy ra như vậy, thì cũng rất là tiếc. Tuy nhiên là dạ, bây giờ rất là khó xử, nhưng mà cũng may là vẫn còn kịp thời để mọi người giải quyết với nhau, có thời gian giải quyết với nhau.
Dạ, với em thì cũng không sao, chỉ mong là anh chị giải quyết với nhau sớm và tất cả mọi việc nó sẽ đâu vào đó ổn thỏa. Tôi xin lỗi, nhưng tôi muốn nhắc lại một lần nữa, tôi đến đây là không phải vì phá chương trình, mà tôi muốn cho mọi người biết, khi một người đàn ông vẫn còn có vợ con, vẫn chưa quyết định ly dị, thì không thể nào đến một cái chương trình mà kén vợ được. Và muốn cho mọi người, những cái cô gái ở ngoài kia, khi mà quyết định đến với một người đàn ông nào đó, phải biết rõ người đàn ông đó thực sự có vợ hay không, thực sự đã ly dị vợ hay chưa. Chỉ vậy thôi, tôi xin phép. Và thưa ban tổ chức của chương trình, cho phép em xin một lần nữa rút lại sự lựa chọn của mình. Vì trước đó em không có biết cái thông tin này. Và mong ban tổ chức và mọi người chấp nhận. Bình tĩnh đi đây. Em có chỉ không phải là người vô trách nhiệm. Đâu phải hãy chia tay. Mỗi người có gia đình riêng là không lo được con cái. Thưa quý vị, và đây là cái sự việc hoàn toàn phát sinh, và tôi vẫn muốn nhấn mạnh lại một lần nữa là chúng tôi luôn luôn, tất cả những người chơi đến với chương trình đều ký vào cam kết là mình độc thân để chúng tôi tạo điều kiện cho họ gặp nhau. Nhưng rõ ràng đây là chuyện riêng, chúng ta vẫn gọi là tình ngay lý gian. Về tình thì có lẽ là đâu đó người đàn ông này đã dứt khoát rồi, nhưng về lý thì rõ ràng vẫn chưa dứt khoát. Cho nên việc này tôi nghĩ rằng phải người trong cuộc mới giải quyết được với nhau mà thôi. Và chúng tôi xin phép được tôn trọng quyết định cuối cùng của nữ chính ngày hôm nay, rút lại phần đập hợp kén rễ vừa rồi và tuyên bố màn đập hợp kén rễ không thành công. Và như vậy, có lẽ ngay bây giờ chắc mời các gia đình chúng ta gửi lời chào đến khán giả để khép lại chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, có thể câu chuyện của ngày hôm nay đâu đó cũng giống như rất nhiều câu chuyện ở ngoài kia. Và rõ ràng tất cả chúng ta, dù là đàn ông hay là phụ nữ, thì đều cũng có quyền được hạnh phúc. Nhưng quan trọng, khi mà chúng ta bước đến ngưỡng cửa lựa chọn hạnh phúc của mình, thì sáng suốt, thấu đáo, bình tĩnh luôn luôn là một trong những tính từ để chúng ta có thể suy xét cho thật kỹ, để không phải làm tổn thương bất kỳ ai trong cuộc. Chúc cho quý vị sẽ luôn tìm thấy niềm hạnh phúc như vậy. Và rất tiếc với những gì đang diễn ra ngày hôm nay, nhưng tôi tin rằng chúng ta thoải mái đi, cứ hoàn toàn có quyền lựa chọn tình yêu của mình đi. Nhưng hãy tỉnh táo quý vị nha. Đừng quên theo dõi chương trình Đập Hợp Kén Rễ trong khung giờ quen thuộc 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Sunrise Media phối hợp thực hiện. Và hy vọng rằng tuần sau, tuy là tuần này chúng tôi chưa tác hợp được thành công cho những người chơi, nhưng tuần sau hy vọng chúng tôi sẽ cố gắng và nỗ lực thật sự để cống hiến cho quý vị và các bạn những giờ phút thư giãn thật tuyệt vời. Còn bây giờ, xin gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.